Thưa quý vị, với những clip có nội dung chuyên về ẩm thực được ghi và dựng lại một cách giản dị, chân thực, kênh ẩm thực Mẹ Làm đã sở hữu nút bạc của YouTube chỉ sau 3 tháng chính thức thành lập, từ tháng 2 năm 2019. Mỗi clip là một món ăn dân dã được chế biến bởi một người nông dân ở một vùng quê nghèo tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Qua ống kính của anh Đồng Văn Hùng, 28 tuổi, mẹ của anh, bà Dương Thị Cường, 60 tuổi, đã trở thành một YouTuber đích thực và nhận về được vô số sự ủng hộ cũng như là yêu mến của cộng đồng mạng bởi những nội dung sạch, ý nghĩa và truyền cảm hứng. Sau 4 năm vận hành, kênh ẩm thực Mẹ Làm được hàng triệu lượt người theo dõi và nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Và mới đây nhất, anh Đồng Văn Hùng cùng với kênh ẩm thực Mẹ Làm đã chinh phục thêm một giải thưởng nữa khi lọt vào danh sách bình chọn những người dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng của tạp chí Forbes. Cụ thể, tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 30 Under 30 Asia vào năm 2024, gồm 300 tài năng dưới 30 tuổi trong nhiều lĩnh vực ở châu Á. Họ đều là những người ở độ tuổi dưới 30 và đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau và bước đầu tạo được nhiều ảnh hưởng tích cực trong hoạt động của mình. Trong đó, anh Đồng Văn Hùng được vinh danh trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị và quảng cáo với hình ảnh bình dị về làng quê đồng bằng Bắc Bộ cùng với người mẹ tần tảo sớm hôm. Kênh YouTube của anh đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Những video ghi lại khoảnh khắc người mẹ nấu những món ăn đậm chất thôn quê đạt nhiều lượt xem sau khi đăng tải. Bà Dương Thị Cường, 60 tuổi, là mẹ của anh Hùng, là nhân vật chính trong những clip trên kênh ẩm thực Mẹ Làm. Tạp chí Forbes giới thiệu Đồng Văn Hùng là YouTuber đằng sau kênh ẩm thực Mẹ Làm, tự hào với hơn 1 triệu người đăng ký và giới thiệu với khán giả toàn cầu về ẩm thực nông thôn của Việt Nam. Thưa quý vị, khởi đầu từ chính nét bình dị của thôn quê, anh Đồng Văn Hùng đã thành công từ chính nhịp sống tưởng chừng như rất đơn sơ, mộc mạc và rất đỗi bình yên vốn có của làng quê và hình ảnh người mẹ tần tảo. Vậy thì khi là một trong số ít người Việt lọt vào danh sách 30 Under 30 Asia của tạp chí Forbes thì anh Đồng Văn Hùng sẽ có dự định gì cho tương lai sau khi nhận giải thưởng này là câu hỏi của không ít người. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui khi đã có cơ hội được kết nối với anh Đồng Văn Hùng, chính là chủ nhân của kênh YouTube Ẩm thực Mẹ Làm, để có thể lắng nghe những chia sẻ từ anh. Vâng, xin mời trường quay kết nối ạ. Xin chào anh Hùng. Trước hết, thay mặt những người làm chương trình, chúc mừng anh đã lọt vào danh sách 30 Under 30 Asia. Và cảm xúc của anh ngay ở thời điểm hiện tại sau khi được nhận giải thưởng này là như thế nào ạ? Nói chung ấy thì lúc mà bắt đầu tôi nhận được cái thông tin này, tôi cảm thấy rất là bất ngờ. Mình không thể nghĩ là mình có thể là được lọt vào trong một cái danh sách rất là gọi như là mình không bao giờ nghĩ đến luôn ấy. Nói chung là từ lúc mà bắt đầu sáng mà ngủ dậy ấy, mình nhận được mail thông báo ấy, thì mình phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem không biết là có phải là tin này là chính xác chưa nữa. Thế là sau khi đấy mà tôi kiểm tra đi kiểm tra lại rồi thì lúc đấy mình mới bình tĩnh lại và mình biết là đây chính xác là tin chính thức rồi ấy. Thì sau khi đấy thì sau khi đấy thì tôi mới thông báo với lại gia đình, thì mọi người trong gia đình cũng khá là bất ngờ. Nói chung là đến bây giờ tôi vẫn gọi như là gần như là không thể tin nổi là mình đã được chọn. Với giải thưởng mới này cùng với các giải thưởng trước đó thì điều gì đã làm nên sự thành công của anh cũng như là cảm hứng của anh để có thể xây dựng kênh ẩm thực Mẹ Làm? Tôi xây dựng kênh ẩm thực Mẹ Làm ấy cũng đầu tiên cũng là một cái sự tình cờ thôi. Tôi mong muốn từ lúc đầu tôi quay một vài những cái video về mẹ tôi đang làm việc ở ngôi nhà của mình ấy, thì sau khi đấy là tôi quay mẹ cũng chỉ mong muốn là lưu lại những cái kỷ niệm về mẹ, về những cái hoạt động thường ngày mà mẹ tôi nấu ăn này, mẹ tôi làm vườn này. Và sau khi đấy tôi đăng tải lên trên mạng xã hội ấy, thì nhận được sự yêu quý của mọi người rất là nhiều. Tôi không nghĩ là đăng lên mọi người lại thích những cái video đấy như vậy. Thì từ đấy trở đi là mọi người thích những cái video đấy quá, thì mọi người bảo tôi là hãy quay thêm những cái video về mẹ nữa. Thì sau khi đó là cứ dần dần là tôi quay thêm nhiều video và từ đấy tạo nên kênh Ẩm thực Mẹ Làm. Một nhân vật mà chúng ta không thể không nhắc tới trên con đường thành công và trở thành một YouTuber nổi tiếng đó chính là mẹ đẻ của anh. Anh có thể chia sẻ niềm vui của bà sau khi nhận được những giải thưởng này hay không? Thì từ lúc mà tôi nhận được thông báo thông tin này
thì tôi cũng lúc đầu ấy là tôi cũng làm chính bản thân tôi cũng không nghĩ là mình may mắn như vậy ấy. Sau khi mà tôi biết được thông tin này là chính xác rồi ấy, thì tôi mới bảo với mẹ của tôi thì lúc đầu lúc sáng ngủ dậy thì là mẹ tôi đi làm đồng từ sớm, sau khi đấy là tôi chưa kịp thông báo, thế sau là mẹ tôi đi làm đồng về thì tôi thông báo cho mẹ tôi thì mẹ tôi cũng rất là ngỡ ngàng, lúc đầu thì mẹ tôi không hiểu, thế sau đấy là tôi cũng giải thích và dần dần là mẹ tôi hiểu ra là cái giải thưởng này rất là quý. Và lúc đầu sau khi đấy thì mẹ tôi cũng bảo với tôi rằng là nếu mà được cái giải này rồi thì hai mẹ con nhà mình cũng lúc nào phải cố gắng tạo ra những cái video ý nghĩa hơn nữa để gửi tới mọi người. Thì để mà ngoài cái để mà tôi mà đạt được cái giải thưởng này thì ngoài mẹ tôi ra thì tôi cũng biết ơn những người khán giả, những người bạn bè, những người đã yêu quý, ủng hộ và chia sẻ kênh của gia đình tôi trong suốt quá trình tôi thực hiện kênh YouTube Ẩm thực Mẹ Làm, cũng là trong khoảng là thời gian là 5 năm, hơn 5 năm. Nói về nghề YouTuber thì chúng tôi có một sự quan sát và đánh giá khi mà được xem kênh Ẩm thực Mẹ Làm, đấy là cách làm của anh có vẻ khá là khác so với nhiều bạn trẻ ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi cảm nhận được rất rõ sự chậm rãi, chậm nhưng mà lại vô cùng chắc, và luôn là những cái video chỉn chu về mặt hình ảnh, giàu ý nghĩa về mặt nội dung. Vậy khi xây dựng kênh Ẩm thực Mẹ Làm thì anh muốn gửi gắm những ý nghĩa gì qua những clip đó? Thì ban đầu ấy, tôi xây dựng kênh Ẩm thực Mẹ Làm ấy, thì tôi cũng không nghĩ là mình có thể là đạt được nhiều những cái sự yêu quý của mọi người như vậy ấy. Thì lúc đầu cũng chỉ ban đầu là mong muốn là lưu lại những cái kỷ niệm đẹp về mẹ thôi. Thế sau khi đấy là nhận được sự yêu quý và ủng hộ của mọi người và mọi người bình luận rất là nhiều, thì tôi cũng thấy là mọi người rất là yêu quý những cái bữa cơm gia đình, và từ đấy là tôi cảm nhận được những cái tầm quan trọng của cái video của mình với mẹ tạo ra. Thì tôi sau khi đấy thì tôi cũng nhận thức rằng là những cái video mà mình tạo ra ấy, là nó có thể là giúp cho mọi người nhớ về nhà, nhớ về gia đình nhiều hơn, và giúp một phần nào đó. Thì từ đấy rồi đi thì tôi cũng nhận thấy là đây cũng là một cái cách rất là hiệu quả để mà mình có thể là quảng bá những cái món ăn dân dã, những cái nét đẹp quê hương, những cái bữa cơm gia đình của chính nông thôn Việt Nam mình đến với lại bạn bè trong nước và mọi người quốc tế. Thì từ lúc đấy là tôi mới cảm thấy là mình sẽ là phải quay nhiều hơn những cái nội dung ý nghĩa hơn để mình tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng. Vâng, xin cảm ơn anh Hùng với những chia sẻ rất chân thật vừa rồi, và mong rằng là kênh Ẩm thực Mẹ Làm sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa. Thưa quý vị, qua câu chuyện của anh Đồng Văn Hùng mà chúng tôi vừa chia sẻ, có thể thấy rõ ràng rằng không phải cứ làm những nội dung câu view hay là câu like thì mới có thể trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội. Ẩm thực Mẹ Làm chính là một ngoại lệ ở thời điểm hiện tại. Ẩm thực Mẹ Làm do anh Hùng xây dựng đã mang lại nhiều thông điệp nhân văn và truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là về những tinh hoa ẩm thực dân gian truyền thống của Việt Nam. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.